các bạn ạ. Tức là những cái công sức của mình bỏ ra chạy hơn 100 cây số cũng như là trong một năm vừa qua để chạy cũng như là giúp đỡ cho gia đình của cháu Di ạ, thì cũng có quá nhiều những cái thay đổi. Di cũng biết nói tiếng phổ thông. Ngoài ra thì gia đình cũng rất là thiệt thòi. Mẹ bố Di cũng ngoài gần 60 tuổi rồi. Rồi là ngoài ra mẹ Di thì cơm không thể nói được và cũng cũng gọi là khá là khờ mọi người nhé. Chính cá nhân mẹ Di cũng không có biết là chăm sóc bản thân rồi không biết chăm sóc con cái á. Hôm nay con chó có cho thì ai không? Không cho đâu. Không cho à? Không cho thì trứng gà nên gì? Hôm nay ăn cái gì? Hôm nay ăn cái gì đây? Gì? Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao. Buổi sáng ngày hôm nay thì em đang có mặt tại bản Làng Vây 1 của xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu các bác. Cũng khá là lâu rồi em không có vào thăm cháu Di á, cho các bác là xem hoàn cảnh gia đình cũng như là cái cuộc sống của cháu Di như thế nào á. Thì tình cờ là em đến ở trên bản là cháu Di cũng vừa mới học xong và chuẩn bị đi về nhà. Thì ở đây là hai bố con á, em có mua một ít đồ đặng cho cháu Di các thứ nữa. Là bây giờ sẽ đi cùng với gia đình đi về nhà. Bởi vì là đường khá là trơn nên là mình không thể đi xe máy được. Chứ là khi tha cả hải tiệt xin nha. Chị bảo hải nhau là gì? Bảo hải nhau là chị bảo. Chị bảo. Không biết nói tiếng phổ thông à? Học một năm rồi. Coi như là bây giờ là nghỉ hè sắp tới rồi. Nghỉ hè luôn rồi. Đi đi, đi về đi. Tâm chê cả. Ừ. Năm bây giờ là đã là năm sang năm tới là vẫn học một năm mầm non nữa đúng không bác chứ? Sang năm là 5 tuổi, học một năm mầm non 5 tuổi nữa, sau đó là đi học lớp 1. Thực ra thì nói về nhiều khi các bác cũng chưa có biết rõ về hoàn cảnh gia đình như thế nào á. Khi mà nói thì các bác sẽ thấy là vô cùng là khổ và tội nghiệp cho bé luôn á. Bởi vì là thời gian trước là bác chứ hai đi làm á, không có, tức là bố không có chăm Di, là để người mẹ chăm Di là thành thực sự rất là khó nói luôn. Di còn không nói chuyện luôn đấy bác chứ ạ. Mình không chăm là mẹ Di không biết chăm đâu, không biết chăm con đâu, chính cái bản thân còn không biết chăm làm sao mà biết chăm con. May quá hôm nay đến thấy là bé cũng nói năng nhiều hơn rồi. Thế nói năng nhiều hơn rất là nhiều. Như những cái đợt trước là mình thấy khá là đáng sợ. Bởi vì bé hỏi cái gì cũng im thím thíp luôn. Nhiều khi là do thiếu nước các thứ. Nên là cơ thể cũng không có được thoải mái. Không được tắm rửa. Có thể là như vậy. Đeo nước tật 2 cây số đấy nhỉ. 2 cây số nên mình thì nó bảo là không có tiền phát triển thì nó bán cho mình thì... Nhưng mà ở trên bản này làm gì có nước đâu, đến mùa khô là vẫn cạt hết. Kể cả là cái nước mà người ta hay kéo về, nguồn người ta hay kéo về ăn á cũng cạt. Gì? Cắn nỉa này. Nhà chị. Ừ. Cô sai, cô sai. Nè. Nè, dùng câu tiểu. Cắt gì cả. Tâm mơ ủ cả. Hả? Tâm mơ ủ cả. Ngon không? Ngon không? Mình nói như vậy hiểu đây nhưng mà lại lắc đầu. Toàn thích nói tiếng Mông thôi. Bởi vì đi học một năm rồi phải hiểu rồi chứ. Cô giáo dạy gì? Không phải. Không phải dạy A à? Không phải dạy A. Dạy Ư á? Ừ. Ừ. Đấy, hiểu rồi đấy. Này không biết chuồn. Này không biết chuồn á? Này. Sao? Chú không biết cái gì?
Mẹ. Mẹ. Bây giờ còn biết cãi nhau rồi đấy. Di tên gì? Hả? Con gì đấy? Có chứ? Con gì ở dưới? À, con dê đang thả dưới này. Mẹ chó. Thế con dê được kia là bị bệnh chết rồi, còn con dê cái. Ừ, con dê đơn thì rất là bị. Người ta đông là xuống thì con dê chết thì... nó ta. Lấy dây bùa thế này là nó con đi sang thì... Con dê đường kia thì đi lên trên kia. À, chắc là đi ăn trúng đồ của người ta, người ta... Có khi là người ta hại đấy. Đấy, người ta lấy đông vào củ này này thì... Có con số to bằng này thì không giải được, nó phát triển đi nhưng mà không ăn được thứ gì nữa. Ừ. Thấy con dê cái đỡ chưa bây giờ? Con dê cái chứ, con dê mẹ thì chết rồi. À, thế là bây giờ còn mấy con dê con? Còn dê con thì con kia cũng... Các bạn thấy là những cái khu rừng này âm u cực kỳ luôn. À, ngày trước á, nhiều người còn hay dọa đó là có con ma ở trong này. Ui, tự dưng mà nhìn thấy mẹ Di ở bên này. Đấy, Di nói chuyện với mẹ chỉ có là, tức là dùng những cái hành động nói chuyện thôi, bởi vì là mẹ không thể nói được á. Cũng rất là khờ á, mẹ Di. À, khá là khờ nên là mới thành ra là dạy con cực kỳ là khó. Thì lúc thì mình em mấy đó là bảo với bố của Di á là phải trực tiếp là dạy chỉ bảo con hoặc là chăm sóc con đấy các bác. Mọ alo khía khía con nhỉ nào? Như có một cái bé, à bé bảo cầm một cái một cái mật để cho mẹ ăn hay sao ấy, bác chứ đúng không? Cái đợt này mình lên đây thấy bé cũng sạch sẽ hơn một chút. Với lại khi trực tiếp là bỗ chăm thì sẽ khác hơn. Nếu mà mẹ chăm thì như là các bác cũng thấy rồi, nhiều cái vấn đề mà mình thấy rất là buồn luôn á. Ngày trước mình đến á, tới nhà rồi các bạn. Mọi người có thể thấy là ở xung quanh toàn là cây cối, không có ai ở đây cả. Giống như một cái khu rừng cũng biệt lập á. Thì nghe thấy tiếng ve kêu. Di ơi, sáng nay họp gì? Cô giáo dạy cái gì? Dạy ư. Dạy ư á? Mày có biết chứ? À, ai biết chữ? Dí. Ai biết chữ? Dí. Con cắn lò rồi. Biết hát không? Hát nha, hát. Con nói chi? Hát cho các bác nghe xem nào. Con nói chi? Đây đây, nói vào đây. Đi về nhà đi, đi. Thế là bao nhiêu công sức của mình bỏ ra đi làm giấy tờ cho Dí đi học thì cũng đã có một chút thành quả rồi nha các bác nhá. À, một năm trước là em còn nhớ là chạy hơn 100 km đi làm giấy tờ cho mẹ Di cũng như là cho Di á. Thì hôm nay mình cũng đã thấy có cái thành quả rồi. Em vô cùng là vui luôn các bạn. Con chó con năm trước còn nhỏ xíu luôn ấy. À, mới năm mấy tháng trước ấy, nhỏ xíu. Bây giờ cũng lớn một chút rồi. À, là mình phải buộc con chó vào đấy để cho trộm nó không dám đi sờ con gà đúng không? Con gà máy là con cháu cắt thì nó ăn luôn ở đây. Thế là nó trộm cắp á? Nó ăn, nó ăn luôn đây á? Nó ăn luôn đây ấy. Con chó, à nghĩa là con gà. Con gà máy mất bao nhiêu con? Con gà máy của mình chết nơi cái có cắt luôn. Nhưng mà mất bao nhiêu con? Mất 3 con ấy, người ta cắt đi 2 con nữa. Thế mấy cái lứa con gà nhỏ nhỏ kia có được bao nhiêu con? Bây giờ mấy con nhỏ nhỏ. Một
thì chắc là nó có 10 con, có 7 con. Ừ. Bên dưới kia trồng lên bí vô cùng là tốt luôn. Bí, rồi là mình nhìn thấy khu vực này cũng bắt đầu làm vườn khá là tốt rồi. Thực sự mà nói thì ở đâu cũng có hai mặt các bác. Tức là mình ở biệt lập như này á, là nuôi gà sẽ không có bị dịch, nhưng mà sẽ hay bị con cáo này, kẻ chộp này, người ta trộm. Phải chú ý mới làm mới ăn được. Ừ. Đây gì đây. Buộc sát như thế, gì đây. Gì đang đòi kẹo rồi, lấy kẹo cho gì. Đây là một cân thịt này. Cân cái này một cân thịt này, có muối, rồi dầu gội là cho gì hai gội đầu nhá. Rồi là mắm muối này, ở dưới là cái gói cái bánh kẹo nữa. Còn bao gạo nữa. Tất cả là hôm nay là ngày trước là cô Minh Xuân có gửi 500.000 để nhờ cháu mua gạo, mua thịt, mua đồ cho cháu Di. Cái đợt trước thì cháu mua sứa ra uống hết chưa? Di uống hết sứa chưa? Hết sứa chưa? Vừa nãy là cô đi cống đi cống nước à? Đấy, mẹ Di thì làm sao mà biết? Ở khu vực xung quanh này không hề có nước, mẹ Di không nói chuyện được á. Thì chúng mất đi. Con mất thì có con mất đậu. Hả? Con đậu gà. Đậu? Con gà mà. Một chết. Đấy rất là nghịch ngợp luôn ạ. Di một khi mà cũng không có ốm yếu nó thì khá là nghịch ngợp. Photo để làm gì? Biết nó bỏ hôm nay đi mang thể đi photo mà thấy. Làm được căn cước cho mẹ Di rồi à? Làm được. Đấy, ngày trước là không có giấy tờ nhưng mà may ra là khi mà em đi kiếm giấy tờ ở tại lúc đó thì mẹ Di cũng gọi là ở bên xá, ở bên huyện không có tên tuổi, coi như là một người vô gia cư mất tích. Thì qua khi mà đi xác minh và đi tìm mới làm được giấy tờ cho mẹ Di, mới làm được giấy khai sinh cho Di. Thì Di mới được đi học. Đi học một năm nay thì thấy là Di cũng biết nói một tí rồi đúng không? Biết nói một tí rồi, sang năm học một năm mầm non nữa thì chắc chắn là sẽ biết nói. Di nhỉ? Di? Thích đi học không? Thích đi học chưa? Bây giờ đi học còn khóc không? Nó không khóc rồi, nhưng bây giờ là nó không đi thì nó không khóc rồi, nó đi học. Đấy, bác đi vào nhà một chút. Thì vốn dĩ là nhà là cái nền đất thôi. Nền đất này thì lúc trời mưa thì thường thường á sẽ hay có con giun ra những cái vị trí này. Trước thì cũng hai cái giường cho gia đình các bác nhé. Có một cái giường là để đồ đạc, có một giường là ngủ. Nhưng mà sau khi mà Di lớn một chút á thì chắc chắn là Di phải ngủ một cái giường riêng. Nên là lấy kẹo đi. Di bảo lấy kẹo này. Nó thả. Thích ăn kẹo không? Đây, kẹo đây. Kẹo đây. Cái này bảo cái gì? Dầu gội đầu nhá. Dầu gội đầu ấy. Hả? Hết rồi. Hả? Nhiệt chứ nhỉ? Thích không? Hả? Nhà mình còn gạo ăn không? Còn gạo thì mua được 8 bao nhưng mà. Mua được 8 bao á? Mua 6 bao, hiện 2 bao thì mình chỉ còn 4 bao. 4 bao là để nhờ trên kia? Có 2 bao ở nhà báo cái này, nhà báo y tế cái này. Nhà báo y tế ở trung tâm á? À? Lúc nào lại nhờ người ta đi chợ? Thì mấy hôm nữa mình bỏ cái gì đi. Khá là chăm chỉ. Đây là mẹ Di, ngoài những cái công việc là đi đeo nước là không có biết làm gì. Nên là mẹ Di cũng đeo đầy những cái chai này phải rơi vào tầm khoảng là hơn 30 cái chứ nhỉ bác chứ nhỉ? 30-40 cái. Rồi ngoài ra những cái can này nữa. Ui đầy nước hết rồi. Đầy nước hết. Toàn bộ đầy nước hết, không có một cái chai nào trống.
lúc trời mưa thì lấy những cái thùng này để hứng ra để tắm rửa. Chùa nhiều quá chuồn hiến gạo thì phải bỏ vào những cái thùng đấy gạo, đúng rồi. Bỏ vào thằng kia thì thường là phải bỏ vào những cái thùng này mới không bị chuồn ăn đấy. Với lại không bị mọt. Cái này là để gì? Để nước à? À, nước. Phải. Nước mà. Không phải. Có phải mà. Lấy một cái kẹo cho mẹ. Lấy cho mẹ một cái kẹo. Gì? Cho mẹ một cái này. Gì? Lấy cho mẹ một cái kẹo ấy. Xem có hiểu không? Xem bài có hiểu không? Cho mẹ một cái. Hiểu mà. Bây giờ là gì? Ui, cho cẩn thận vào. Phải chỉ đấy, bác chưa ạ? Phải chỉ, bởi vì là con nhỏ phải chỉ từ từng cái một. Kể cả những cái việc cho các thứ cũng phải tử tế một chút, từ những cái nhỏ nhất đấy. Trẻ con phải từ dạy từ những cái nhỏ nhất. Các bạn ạ, tức là những cái công sức của mình bỏ ra chạy hơn 100 cây số cũng như là trong một năm vừa qua để chạy cũng như là giúp đỡ cho gia đình của cháu Di ạ, thì cũng có quá nhiều những cái thay đổi. Di cũng biết nói tiếng phổ thông. Ngoài ra thì gia đình cũng rất là thiệt thòi. Mẹ bố Di cũng ngoài gần 60 tuổi rồi. Rồi là ngoài ra mẹ Di thì cơm không thể nói được và cũng gọi là khá là khờ mọi người nhé. Chính cá nhân mẹ Di cũng không có biết là chăm sóc bản thân rồi không biết chăm sóc con cái á. Hôm nay con chó có cho thì không? Không cho đâu. Không cho à? Không cho. Thì trứng gà là gì? Hôm nay ăn cái gì? Hôm nay ăn cái gì đây? Gì? Hôm nay ăn cái gì? Nước gà. Trứng gà. Nói tiếng phổ thông thì lại không thích nói, lại bảo nghĩa là hiểu ấy. Mình nói là Di hiểu. Di hiểu. Đấy, bác chứa phải chỉ bảo từ những cái nhỏ nhất nhé. Từ những cái nhỏ nhất rồi là cách tắm rửa các thứ, rồi là học thì như thế nào. Mình cứ nói tiếng phổ thông với bé để cho bé hiểu. Để sau này mình có một đứa con gái thì mình còn có chỗ dựa, hiểu không bác chứ? Chứ không phải là mình cứ nghĩ đến việc rồi là kiếm tiền nhiều quá mình bỏ bê con cái, khi mà đáng lẽ nếu mà mẹ Di mà không, nghĩa là mẹ Di không bị câm mà có thể nói được với lại không ngốc ấy, thì mẹ Di có thể tự dạy con được. Nhưng mà mẹ Di không thể dạy con á, nên là bắt buộc là mình phải tự dạy thôi, tự chỉ bảo thôi, chứ làm sao mà mình làm được, đúng không? Và làm sao mà mẹ Di làm được? Không thể làm được. Ngày trước là bác không ở nhà là đi làm là đưa con đi này nọ, không cho đi học à? Đúng rồi. Khá là khó đấy, bởi vì là đợt trước là nhiều các bạn khác cũng ở trên lớp bảo là lúc bác đi làm ở dưới kia, đi 4-5 ngày á, nghe mọi người bảo là Di lên rất là bẩn, chân tay rất là bẩn mà không ai rửa cho. Cô giáo mới nhắc bảo là đi rửa thì mới đi rửa đấy. Vâng. Lớn một chút là để Di ngủ giường dưới này nhá. Đây cái bác chứ ướp muối cái thịt này vào. Hoặc là tí thịt đấy, ướp muối vào. Tí nữa chắc là hai mẹ con nấu ăn đi. Là cho mẹ Di tí nữa nấu ăn. Cô muốn ăn chi? Ngô là trồng xong chưa? Ngô dưới kia. Vâng. Trồng xong bây giờ là ngô tốt rồi, năm nay thì trồng ngô. Nhưng mà cao một tí rồi chứ bây giờ. Nó cao thế này hết này. Thế là năm nay là ra đều đúng không? Không giống như năm ngoái là trồng lên là con chuộn à. Thế ok rồi. Đây là con gà trống to chưa này? Con gà trống này cũng già rồi đấy. Con này chỉ cần có gà mái là nó theo được hết. Con chó này cũng to lắm rồi đấy. Chó thì to, chó này thì nuôi chút to. Và
Thế nuôi ở đây phải nuôi chó không thì khó lắm các bác. Con gì về đây cũng không thể nhìn thấy được. Cái gì cũng chó thì người con người về thì và trộm cáp các thứ nữa. Ở xung quanh này á, ngày trước thì khi mà lát gia đình lên ở trên này là bởi vì cái thời đó cũng vô cùng là khó khăn, không có một cái gì cả, nên là em cũng đã đồng hành cùng với các bác, các cô chú giúp cho gia đình làm tạo cái ngôi nhà để ở. Ở đây, ở trên này không có nền đất á, nên là phải ở biệt lập xa một chút so với mọi người, nên là cũng hơi khó khăn một chút. Có hai con gà mẹ đang đưa theo con rất là đông đấy. Vừa rồi là bị trộm mất hai con rồi. Đây này, con rất đông. Ở bên trên có một con, bên dưới có một con. Hai con gà mẹ với con gà trống. Bây giờ trồng ngô xong thì muốn làm một cái, làm loại một cái chuồng gà. Làm tức là làm nó chắc chắc một tí, nó không thể luồn tay vào được đúng không? Khóa vào ban đêm là khóa vào ấy. Mình làm cái chuồng dây này mình làm loại nữa. Không, nếu không bác bảo con rể ấy á là giúp bác kéo một cái dây điện ra chỗ này này, tháp vào hoặc là tháp ở chỗ chuồng gà ấy, thì người ta sẽ thấy sáng, người ta sợ. Nếu không thì đây hẻo lánh quá, người ta không sợ đâu. Thế hôm bữa là cái con chó này không có sủa hay sao mà như thế nào mà người ta là thả con chó này đi à? Mình bùa kiểm thả thế này, mình đi nơi thì không biết ai lại thả đi nữa, mà lại chụp cánh gà đi hết. Hay là con gà đứt, con chó đứt đi? Con chó này thì không quê thì không thể đùa nó cá nữa, nhưng mà người quen, người đi đi lại lại, người... Ngày trước mình bắt là con chó này nó nhỏ xíu như này này, nhưng bây giờ nó về gần chục kỹ rồi đấy, khá là to. Con này con đực hay con cái nhỉ? Con cái mà. À, con cái thì ra nữa là để con ạ. Để ra nữa là để con ấy. Những cái cây đỏ đỏ này có ăn được không bác chứ? À, cái này là trồng về ăn à? Trồng về ăn ở những cái đỏ này khá là nhiều. Rồi là ở dưới kia là bí này. Chỗ này là cà đúng không? Ui, những cái cây cà tốt chưa này? Tốt khủng khiếp luôn đấy. Nhưng mà con gì, con kiến hay sao nhiều lắm. Thế... Vâng, mùa này là chỉ có trồng đậu, trồng dưa, bác chưa ạ? Bây giờ trồng dưa đi. Trồng dưa rất tốt luôn đấy, những cái đất này á. Trồng dưa về nhiều khi còn mang lên trên bản bán được chứ. Vừa rồi thì em... có một số cô bác, chú anh chị cũng có nhắn cho em xem là có thời gian có lên về thăm bé Di nữa không. Thì mọi người lên ở Hà Nội lên trên này đi cùng với em để thăm hoàn cảnh của gia đình bé Di. Bởi vì là thứ nhất là mọi người cũng có thể là lần đầu tiên đến video, mọi người không có biết là hoàn cảnh như thế nào đâu. Ngày trước là sống ở dưới một cái túp lều ở dưới kia. Thì khi mà gia đình về trên này rồi ấy, thì tức là ngoài bố của Di đi làm thuê mua gạo các thứ ra là không thể kiếm cái nào khác để sống rồi các bác. Bởi vì là mẹ Di thì câm, không thể nói được, rồi là cũng mọi cái khá là khờ á. Chính cá nhân em đã nói nhiều rồi đó, chăm sóc con còn không có biết nữa, nên là cũng khá là khó khăn các bác ạ. Nói về cơ sở vật chất thì bên trong nhà đồng nghĩa là không có gì. Đặc biệt ở đây là thiếu nước, không có nước. Ngoài nước mưa ra thì đi cống nước cũng gần hơn 2 cây số, khá là vất vả. Vừa rồi cái tháng trước đấy thì mình có hỏi qua là cái nguồn nước đúng không bác chứ? Hỏi cái qua cái nguồn nước thì người ta cũng nói rằng là nếu mà ăn chung, uống chung cái nguồn nước ở trên này nó phải rơi vào tầm khoảng là 15 triệu. Có phải không bác chứ nhỉ? 15 triệu. Vâng, 15 triệu á, đó là ăn mái. Nhưng mà cháu nghĩ là phải cái con số đó nó phải ít, bởi vì thì mọi người cũng lấy khá là đắt. Tuy nhiên thì mình cũng nghĩ á, tức là cháu Di á, khi mà cháu Di sau này cháu Di đi lấy chồng rồi á, thì đồng nghĩa là hai vợ chồng một là đi cùng, hai là nếu mà sau này hai vợ chồng mất rồi á thì cũng không có ai ăn cái nguồn nước đó cả.
nên là đáng lẽ là phải giấy rẻ. Ở đây những cái dàn su su này khá là tốt này, bác chưa lấy làm một cái dàn ở đây này, sau đó là cho nó leo lên, thời gian nữa là không có lo là không có dao ăn được. Mình cứ chăm chỉ làm những cái đó. Ngày trước là những cái chỗ này không có kè, nhưng mà bây giờ kè đá rất là nhiều. Chị bóng hả? Chị bóng con trẻ hả? Con trẻ cả. Thì ngá, ngá đúng không? Cọc ạ. Không phải hả? Không phải dí cho mẹ. Vừa nãy hát mà, hát mẹ, hát nghe xem nào. Dẻo mồm lắm. Dẻo mồm, dẻo mép lắm. Thế dì sáng có ăn sáng không? Chắc không ăn sáng nữa chứ. Chắc không ăn sáng đi họp nữa chứ. Chắc là mẹ có nấu cơm ăn không? Dì. Chắc mẹ, không ăn đâu. Mẹ có nấu cơm ăn không? Ngày xưa cháu đi học có bao giờ ăn sáng đâu, có bao giờ được ăn sáng đâu. Không ăn nhà mẹ gì, đi. Thế là sáng nay là bác đi sớm à? Đi ngủ được 2 tiếng này rồi làm mạng thế rồi. À đi làm, đi làm cho đi trồng ngô hổ hóa rơi nữa. À đi trồng ngô được 2 đêm rồi. Vâng. À. Tí nữa mẹ nấu thịt cho nhá. Tí mẹ mẹ nấu thịt cho ăn nhá. Nhá. Không biết mẹ ở nhà mẹ có còn biết nấu cơm cho con ăn không. Nhưng mẹ đang mẹ Chi cũng đang rửa bát rồi. Thế thôi bây giờ là chắc là có lẽ là em cùng đi cùng với bác Chứ đi lên trên này. Bác Chứ chắc là đi photo cái căn cước, để photo căn cước để làm gì bác Chứ? Để cất năm bảo hôm nay photo. Nộp cho thầy cô giáo á? Vâng. Nộp cho thầy cô giáo hay nộp cho ai? Năm bảo đi xóa photo lại năm bảo thế này. Nhưng mà ai bảo? Không biết trường bảo nữa. À. Gì? Thế chú đi về đây. Ừ. Nha, chú đi về nha. Một chế nào. Bye bye nha. Bye bye gì nè. Bye bye. Hải nè. Nói đi. Nói đi. Bây giờ thì mình cũng đi đi lên trên bản đi về thôi. Bye bye nè. Bye bye. Chị muốn nhớ chế nha. Đang gì đem bảo và gì đem bảo cái gì ạ? Không, hôm nay cũng là của cô Xuân á, cô Xuân ngày trước mà cô cũng hay mua đồ cho gì á, mua sữa các thứ á, thì cô Xuân ở Nha Trang Khánh Hòa, cô hay mua đồ á, thì ngày trước cô có gửi nhưng mà cháu chưa có thời gian xuống để mua đồ cho gì á, thì hôm nay đến cũng thấy gì nhanh nhẹn hơn, cũng biết nói một chút tiếng phổ thông, thì cái đó là cháu vô cùng là vui á, tức là mình cố gắng giúp đỡ rồi thấy thành quả thì mới mới vui được có chứ ạ. Thế bây giờ là đi lên luôn trên kia chưa? Đi lên trên kia. Bảo bảo con đi, bảo con bảo vợ ở nhà tí nấu cơm cho con ăn. À. Thế vừa nãy là hình như Di cũng đang bảo cái gì bố á. Ở bên trên bro này mưa không vào đâu chứ. Không, cái chỗ này nó không vào nhà đâu đúng không? Cây đổ vào thì nó không biết gì. Hôm nào cây đổ thế này đập xuống á? Nếu không mình trình bảo bảo nó mà cây khô đổ vào, cây khô rơi xuống luôn. Có thời gian thì hả nhất bảo người ta hả nhất những cây này. Gì đây mà gì kìa? Nhất thì không, nhất thì cũng mù tỏa xa không? Nhất thì cũng tỏa xa cũng mù phụ tu thể ca cách mà đó. Thế bảo mẹ nấu thịt cho ăn nhá. Dạ, sao mong mê ô, ông nhu ô, quả chú ô. Lá cây rơi đầy ở đường. Cái con đường này á, tức là mặc dù là mình có thể là bây giờ mình phát, nhưng mà một chưa đầy một tháng thôi, lại tiếp tục là lá cây rơi đầy như thế này. À, bởi vì là bên trên vốn dĩ là rừng thôi á, nên là không tránh khỏi những cái điều đó. Là cây dây này là rất là trơn luôn, mình không thể đi xe máy được, trừ khi mà tạnh mưa một tuần thì mình mới có thể đi được. Hôm qua là trời cũng mưa khá là to, nên là khi mà em quay trở lại ở đây để thăm gia đình bác Chữ, thăm cháu Di, thì ngày hôm nay lên trên này cũng thấy là
cháu di nhanh nhẹn hơn. Cái đó là gọi là những cái thành quả mà mình cảm thấy là rất là vui. Tức là mình như em đã nói đó, mình bỏ công sức ra đi giúp đỡ cho nhà bác chú làm giấy tờ cho Di đi học. Thì như những cái đợt trước á, giả sử như lên mà nói chuyện mà Di cứ không trả lời á, không nói một câu nào á, thì cháu lo lắng lắm bác chú ạ. Lo lắng là sợ là bị trầm cảm ấy. Như kiểu là lâu là không nói, là không có muốn là tiếp xúc với bất kỳ ai hết á. Đấy, nên là cái đó là một cái điều mà rất là sợ. Bác chú dưới này có sợ ma không? Con gì cái giỏ mình ăn bánh lình ấy. Con gì á? Tối là mình đến ngày tới được chứ. Lấy hạ đất nếp vào mình. À. Mình tới ngày không thấy cái gì sợ à? Ừ. Thế thì có đi đêm. Cái chỗ cái hạ đất này trước người xưa nó người ta bảo là đấy, có người ta người giỏ là nó nếp làm bàn chảy là nó lấy giấy và nó thả vào chỗ hạt đất để chết đi. Bây giờ thì Di bảo là Di thấy một con ma ở chỗ kia thì Di mới sợ, Di mới không dám về nữa. À, ở chỗ nào? Ở chỗ dưới kia này. Ừ, nói mà mình cảm giác ấn lạnh quá, bởi vì cái khu rừng này á, ngoài ra xung quanh nó còn có khá là nhiều mộ ở bên xung quanh. Nhiều khi mà nếu mà bây giờ mà có điều kiện, có các bác cô chú mà giúp đỡ được thì còn rất là muốn là giúp đỡ gia đình được chuyển về mua nền nhà rồi chuyển lên ở trên gần với mọi người đông hơn. Ở khu này mà thật sự mà nói thôi mình cũng thấy ấn lạnh người á. Bây giờ là ban ngày, nếu mà ban đêm thì mình không bao giờ mà dám về những cái vị trí này cả bác chứ ạ. Bởi vì xung quanh này rất là nhiều mộ này. Ngoài ra mình còn nghe người già kể ngày xưa á, kể ở đây là nó người Mông gọi là quăng rồng đúng không? Thế con ma nhỏ nhỏ đấy đúng không? Ma nhỏ. Đấy nên là mình cũng khá là sợ, nhưng mà cái đó là như một cái không biết là các bác có tin là vấn đề là đó có thật hay không, nhưng mà nhiều người cũng không tin, nhiều người cũng có tin á. Nhưng mà thôi thì không còn nói dài nữa, ngày hôm nay em cũng kết thúc video tại đây thôi. Xin cảm ơn các bác, cô chú, anh chị rất là nhiều nhé. Chúc mọi người là luôn luôn thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.